Chào tất cả các em nhé. Hôm nay thì theo yêu cầu của một bạn, thầy sẽ chữa cho chúng ta một cái bài toán. Đó là cái dạng toán phân tích một vector theo hai vector cho trước, hay còn gọi là biểu diễn một vector qua hai vector cho trước, cũng như vậy thôi nhé. Nội dung câu hỏi như sau này. Chúng ta ghi bài toán. Cho tam giác ABC có trọng tâm là G. Cho tam giác ABC thì viết ký hiệu luôn. Vậy G là trọng tâm. Trên cạnh BC lấy điểm Y. Trên BC thì viết tắt trên cạnh BC lấy điểm Y. Sao cho IB thì 3 lần IC. IB thì bằng 3 lần IC. Hãy biểu diễn vector GI. Hãy biểu diễn vector GI theo hai vector. Đó là AB và AC. Đấy. Nên nhắc lại bài toán như sau. Cho tam giác ABC với G là trọng tâm. Trên cạnh BC lấy điểm Y sao cho IB thì bằng 3 lần IC. Hãy biểu diễn vector GI theo hai vector AB và AC. Có nghĩa là phân tích vector A vector GI theo hai vector AB và AC nhé các bạn nhé. Đấy, thế thì bài này thì hướng dẫn các bạn giải như sau. Chúng ta ghi lời giải. Nào, bây giờ thì thầy sẽ vẽ cái tam giác ABC trước này. Đây là ABC. Thế chúng ta biết là G là trọng tâm. Trọng tâm là giao của ba đường trung tuyến. Tuy nhiên thì tính chất của trọng tâm là nó cách đỉnh là 2 phần 3 độ dài của trung tuyến. Thế thành ra là thầy chỉ cần vẽ cái trung tuyến, ví dụ ở đây là trung tuyến là AM nhé. Ví dụ thầy vẽ trung tuyến AM đi. Tức là M là trung điểm của BC đấy các bạn ạ. Thôi thầy không phải ký hiệu vội. Thì khi đó thì chúng ta trên cái trung tuyến AM này thì chia làm 3 phần bằng nhau. Chia làm 3 phần bằng nhau thì cái điểm này thì quanh đây chính là điểm G. Bởi vì theo tính chất của trọng tâm thì phải nằm trên đường trung tuyến là một này. Thứ hai nữa là ở đây GA thì bằng 2 phần 3 AM nhé. Đấy. Bằng 2 phần 3 cái độ dài trung tuyến AM. Và tiếp theo này, lấy điểm Y trên cạnh BC sao cho IB bằng 3 lần IC, có nghĩa là thầy sẽ phải chia cái đoạn BC này thành 4 phần bằng nhau. M đây là M là chia đôi rồi thì chúng ta lại chia đôi một lần nữa này. BM chia đôi này, MC cũng chia đôi này để ta được là 4 phần bằng nhau. 4 phần bằng nhau rồi thì chắc chắn là điểm điểm Y nó ở chỗ này. Thì ta thấy ngay IB là chiếm 3 phần, IC là 1 phần thì ta sẽ được thỏa mãn ngay là IB bằng 3IC là điểm Y ở chỗ này. Bây giờ người ta yêu cầu phân tích hay là biểu diễn cũng được vector GI theo hai vector AB AC. Đấy, thì thầy sẽ vẽ cái vector nhá. Vector GI đây. Biểu diễn cái vector GI này là các bạn này. Đấy. Theo hai vector đó là vector AB này và vector AC. Thế thì thầy sẽ phân tích cái vector GI này theo hướng tạo ra ABC là được đúng không? Hãy ta làm như sau. Ta có GI. Bây giờ ta thấy ABC thì nó xuất hiện điểm đầu là điểm A đúng không? Vậy thì trước tiên thầy sẽ chèn điểm A vào. Chèn điểm A vào đây để tạo thành hiệu của hai vector. Đấy thì nó phải là bằng AI
trừ đi AG. Đấy. Thế thì nhìn vào đây thì chúng ta thấy ngay AG đây này, các bạn thấy vectơ AG thì nó rõ ràng nó bằng 2 phần 3 vectơ AM, bằng 2 phần 3 vectơ AM. Đấy, nó cùng phương, cùng hướng và độ dài của AG thì bằng 2 phần 3 của AM, đúng không? Đấy. Và cái AM này thì theo tính chất, vì M là trung điểm của BC thì AM này sẽ là bằng 1 phần 2 của tổng hai vectơ, đó là AB cộng AC. Đây là tính chất trung điểm, thì hoàn toàn ta có thể phân tích cái AG này theo AB và AC được rồi. Thế còn AI thì sao? AI thì đây chúng ta thấy vectơ AI này thì đầu tiên thì thầy cứ chèn cái điểm B vào đã nhá. Đấy, thì nó sẽ tạo ra vectơ AB, thì đã có vectơ AB này theo vectơ ABAC mà. Thế sau đó là đến BI. BI thì thầy lại phân tích theo được, và BI thì lại bằng theo BC được, mà BC thì chèn điểm A vào thì ra được ABAC. Đấy, hướng hướng là như thế. Thế là chúng ta làm nhá, đầu tiên chèn điểm A GI vào, chèn điểm A vào sẽ được AI trừ đi AG rồi. Đến đây thì AI thầy sẽ làm như sau. AI thì thầy sẽ chèn điểm B vào thì nó tạo thành vectơ AB cộng vectơ BI. Đấy. Thì ở đây thầy đánh dấu cho các bạn nhá. Đây này. Cái AI này này chính là cái tổng này, phân tích thành cái tổng này. Thế còn AG thì sao? AG thì chúng ta thấy AG là hai phần, mà AM là ba phần, mà hai vectơ AG AM là cùng phương cùng hướng. Vậy thì ở đây trừ đi AG, ta viết thay bằng AG là bằng 2 phần 3 của AM. Đấy. Ý là như thế. Ở đây thì thầy có thể đánh dấu như thế này, AG này thì là bằng 2 phần 3 của AM như này, để các bạn hình dung ra như thế. Nhìn trên hình nhé. Tiếp tục là cái này bằng này. AB thì ở đây theo AB, có AB rồi, để nguyên AB đi. Thế còn BI, các bạn nhìn thấy BI đây này. Các bạn nhìn đây là BI thì rõ ràng nó là 3 phần, trong đó BC là 4 phần. Mà BI và BC là hai vectơ cùng phương cùng hướng. Vậy thì ta có thể thay vectơ BI này bằng 3 phần 4 của vectơ BC nhé. Đấy, thay BI này bằng 3 phần 4 BC. 3 phần 4 của BC. Rồi. Thế còn cái AM này. AM này thì ta viết 2 phần 3 để nguyên này. Đấy. AM này thì ta thấy M là trung điểm của BC. Thì theo tính chất của trung điểm thì ta thấy nhá, AB vector cộng AC vector thì bằng 2 lần vector AM. Đấy. Hay nói một cách khác là cái vector AM này sẽ bằng 1 phần 2 tổng của hai vector AB cộng AC. Đấy, cho nên thầy sẽ viết là thay cái AM này này, thay vector AM này bằng 1 phần 2 của tổng AB cộng AC. Đấy, các bạn thấy không? Vậy thì đây là cái nhóm này là có ABC là xong hết rồi này. Còn đây là BC. BC này thì ta sẽ chèn điểm A vào là ra được ABC ngay, đúng không? Đấy, AB này hạ xuống này. Đấy. Cộng 3 phần 4 hạ xuống này. Thay vectơ BC này thành dạng hiệu của hai vectơ, đó là AC trừ AB các bạn nhá. Đấy. Tiếp tục là trừ đi, ta thấy hai này rút gọn cho hai thì còn đây là 1 phần 3. Đấy, 1 phần 3 của vectơ AB cộng vectơ AC. Đấy. Đến đây thì chúng ta nhân vào thôi, ta nhân các số vào để ta rút gọn về vectơ ABC, đúng không? AB này để nguyên. Thế 3 phần 4 nhân với AC là viết là 3 phần 4 AC đi. 3 phần 4 nhân với trừ BC trừ AB tức là trừ 3 phần 4 của vectơ AB. Trừ 1 phần 3 nhân vào AB thì là trừ 1 phần 3 vectơ AB. Trừ 1 phần 3 nhân vào AC thì ta được là trừ 1 phần 3 vectơ AC. Đấy, bây giờ ta nhóm những cái anh vectơ AB ra. Cái này là AB này. Tiếp theo đây là trừ 3 phần 4 AB. Trừ đi 1 phần 3 AB nữa này. Đấy, ta nhóm thành một nhóm. Thế còn 3 phần 4 AC đây là cộng 3 phần 4 AC. Ta lại trừ đi 1 phần 3 AC, nhóm thành một nhóm. Đấy. Thế thôi, xong là ta tính rút gọn nó đi nha. Cái này các bạn có thể bấm máy tính. Ta lấy đây là 1 này trừ 3 phần 4 trừ 1 phần 3 sẽ là bao nhiêu? 1 này trừ đi 3 phần 4
trừ tiếp đi 1 phần 3. Ở đây thầy không nhắc lại lý thuyết nữa nhá, nhiều bạn là quên lý thuyết ví dụ tính chất của trung điểm ấy. Đấy, các bạn để ý một chút cho thầy. 1 trừ 3 phần 4 trừ 1 phần 3 sẽ là bằng âm 1 phần 12. Vậy thì cái này sẽ là âm 1 phần 12 vector AB. Còn ở đây ta lấy 3 phần 4 trừ 1 phần 3. 3 phần 4 trừ đi 1 phần 3 thì ta được kết quả là 5 phần 12. Vậy thì cái này sẽ là cộng với 5 phần 12 vector AC. Đấy, vậy ta trả lời vậy. Cái vector GI đã phân tích thành âm 1 phần 12 vector AB cộng với 5 phần 12 vector AC. Đấy, thế là xong nhá. Bạn có thể tham khảo cách làm của thầy. Tất nhiên là sẽ có nhiều các cách khác, có cái hướng biến đổi khác nhá, các bạn nhớ nhớ là như thế. Ở đây thì thầy biến đổi theo cái hướng là làm xuất hiện những cái điểm mà giống như cái vector mà chúng ta cần phải phân tích đến. Ví dụ như đây GI thì phải làm sao tạo ra cái điểm đầu là A để ta được là có điểm đầu là A, thế sau đó là làm thế nào đó để chèn B, chèn C hay chèn A vào đấy thì để ta được cái các cái vector AB và AC. Hơn nữa là chúng ta phải áp dụng cái tính chất trung điểm nữa, bạn nhớ như thế nhá. Chúc các bạn học tập tốt nhá. Chào tạm biệt các bạn.